À, chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn đầu đĩa thang, hiệu là Audio Technica. Nó là LPW40WN. Thì tình trạng máy á, là nắp Mikazin theo máy nha. Sáng đẹp nha, đẹp long lanh luôn nha, không nứt không vỡ nha, đẹp long lanh luôn nha, đẹp như mới luôn á. Thân máy đẹp như mới luôn, giống như chỉ thiếu thùng xốp thôi á, không hề có một vết chày luôn nha. À, đi theo lần này của mình đó là kim máng của Audio Technica chính hãng luôn, AT95, zin theo máy luôn nha. Còn tay cần thì tay còn cần carbon. Cần carbon rất là đẹp nha. Đẹp long lanh luôn nha, đẹp như mới luôn nha. Còn bàn xoay thì sơn đen mờ, nhìn rất là sang trọng. Thân máy gỗ. Rồi giờ mình chiếu mặt sau cho các bạn. Đây là nút tắt mở nè, nguồn nè. Đây là chỗ mình cắm adapter nè. Thì mình sử dụng điện từ 100V cho đến 220. Ở đây mình có sự lựa chọn nè. Đây là dắt cắm nè, AV nè. Đây là dây mát tiếp đất nè. Dắt cắm mã vàng hết nha, rất là đẹp nha. Nếu mà mình bật sang bên đây thì mình chơi phono gốc thì mình sẽ phải bắt mát tiếp đất. Còn ở đây là mình đã có hỗ trợ phono, thì mình muốn có hỗ trợ phono thì mình gạt qua line đó, thì mình sẽ chạy nhiễu âm thanh nó đã xử lý ở trong đó. Thì bây giờ phono gốc thì xưa rồi, bây giờ mình thử âm thanh qua line của nó nha. Mình gạt sẵn qua đây rồi, giờ mình sẽ cắm thử cho các bạn. Giờ mình test cho các bạn luôn nha. Bộ này đánh nhạc rất là hay nha. Ở đây là lựa chọn 33 vòng, 45 vòng. Gạt bên trái là 33 vòng, bên phải 45 vòng, chính giữa là tắt. Mẫu này cũng là mẫu thả tay hoàn toàn nha, mẫu cao cấp của Audio Technica nha. Đây là có cái khóa cần, mình riêng đưa ra thôi. Rồi ở đây có chỗ hạ cần xuống. Bóng dáng in trên tường loan, anh gối
Cái này dù là hết đĩa hay là thay đổi bài mình đều nâng tay hết nha các bạn. Đây mình dựng về chính giữa là tắt nè. Đó. Máy còn rất mới nha. Mới 99% lần nha. Không hề có một vết chày nha, thân máy rất là đẹp nha. Thì con này ở trên mạng họ bán là cũng phải là hơn 10 triệu, thì con này mình để là 7,5 triệu. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video.